MU thảm bại trước đội bóng hạng nhất Anh. Manchester United phải nhận trận thua tủi hổ trong trận giao hữu gặp đội bóng đang chơi ở giải hạng nhất QPR. Tung ra sân đội hình gồm nhiều tài năng trẻ hứa hẹn. Bên cạnh đó vẫn có những cầu thủ chính của đội một như Matic, Wan-Bissaka, Greenwood và đáng chú ý là Lingard. MU đã có màn khởi đầu khá ấn tượng khi sớm vươn lên. Ngay phút thứ 3, Lingard thoát xuống chống trải và dứt điểm tinh tế mở tỷ số trận đấu. Ngôi sao người Anh tiếp tục trình diễn phong độ ấn tượng. Ở trận đấu trước, Lingard suýt chút nữa đã lập được siêu phẩm nhưng bị xà ngang chối từ. Sau bàn thắng của MU, thế trận hai đội tạo ra là rất cởi mở. Đến phút thứ 7, tỷ số được quân bình trong một tình huống mà hàng thủ MU đã thi đấu thiếu chủ động để Austin đánh đầu ghi bàn. Thời gian còn lại của hiệp 1, nhiều cơ hội ngon lành được cầu thủ hai bên tạo ra nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Một điều là kết quả của hiệp đấu đầu tiên. Sang đến hiệp 2, kịch bản vô cùng bất ngờ đã đến khi QPR thi đấu thăng hoa và chỉ trong vòng 7 phút từ 53 đến 59, đội chủ nhà đã ghi liền 3 bàn thắng vào lưới MU với cú đúp của Dykes và một bàn thắng của Odubajo. Phải đến phút thứ 73, những nỗ lực tấn công mới giúp MU rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 do công của Elanga. Nhưng như thế là không đủ để giúp họ thoát thua. Tỷ số 4-2 được kéo dài đến hết trận, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh. Chính thức Tottenham chiêu mộ tân binh đầu tiên. Tottenham vừa hoàn tất thủ tục chiêu mộ thủ môn Gonini theo dạng cho mượn từ câu lạc bộ Atalanta. Hợp đồng của Pierluigi Gonini với Tottenham có thời hạn 1 năm. Giao kèo Tottenham và Atalanta ký kết có điều khoản cho Vesper tùy chọn mua đất tuyển thủ Italia với giá 13 triệu bảng. Sau khi chính thức ký hợp đồng và ra mắt Tottenham, Bonini phải tự cách ly 5 ngày tại The Lock, khách sạn nằm trong trung tâm đào tạo Tottenham Hotspur Way của Spurs. Trong thời gian cách ly, thủ thành Italia sẽ tập luyện ở một sân tập riêng. Vào tuần tới, cầu thủ 26 tuổi sẽ tham gia tập luyện cùng toàn đội. Đây là thời kỳ thứ 3 cho sự nghiệp Bonini thi đấu ở Anh. Trước đó, người gác đền này từng khoác áo đội trẻ mài tước từ 2012 đến 2004 và chơi cho câu lạc bộ Aston Villa từ năm 2016 đến 2018. Mùa trước, Gonini giữ sạch lưới 10 trong 25 trận ở Serie A và góp công không nhỏ giúp Atalanta cán đích ở vị trí thứ 3 trong cuộc. Ấn tượng với những gì Gonini đã thể hiện, tân huấn luyện viên Nuno Espirito Santo và giám đốc thể thao Fabio Baratesi đã quyết định đưa thủ thành này về Tottenham. Cựu cầu thủ Hellas Verona và Aston Villa sẽ là thủ môn dự bị số 2 cho đội trưởng Hugo Lloris ở mùa giải tới sau Joe Hart. Như vậy, Gonini là chữ ký đầu tiên của Tottenham ở kỳ chuyển nhượng hè này. Hiện tại Spurs đang đàm phán đưa về hàng loạt tân binh tăng cường lực lượng ở mùa giải tới. Điển hình là hai hậu vệ Cristian Romero đang khoác áo Atalanta theo dạng cho mượn từ Juventus và Takehiro Moriyasu của Bologna cùng tiền vệ Brian Ginn của Sevilla. Chính thức, MU gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Man United đã thể sự tin tưởng tuyệt đối dành cho huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer với bản hợp đồng mới có hiệu lực tới năm 2024. Tiếp quản Man United từ ngày 19 tháng 12, 2018 thay Jose Mourinho, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã trải qua 2 mùa rưỡi mà chưa thể giúp lửa đỏ thành Manchester giành bất cứ danh hiệu nào. Dù vậy, quỷ đỏ dưới thời huấn luyện viên Solskjaer cũng đã có những bước tiến nhất định, thể hiện qua việc kết thúc mùa giải 2020-2021 với vị trí thứ 2 Premier League cùng ngôi áo quân Europa League. Trong khoảng thời gian dẫn dắt Man United, Solskjaer từng không ít lần đối diện với sức ép lớn bởi kết quả không được như ý, đặc biệt là ở giai đoạn đầu mùa giải trước. Tuy nhiên, bãi nợ đội chủ sân Old Trafford vẫn luôn thể sự tin tưởng tối đa và chiến lược rằng Naui. Mới đây, Man United đã chính thức trói chân Solskjaer bằng bản hợp đồng mới, giao kèo của Solskjaer có hiệu lực tới năm 2024, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Đây thực tế là điều đã được các nguồn tin uy tín tại xứ sương mù đồn thổi suốt nhiều tháng qua. Ole và đội ngũ huấn luyện của ông ấy đã làm việc không biết mệt mỏi để tạo nên nền tảng cho thành công lâu dài trên sân bóng của Manchester United. Những kết quả này càng tốt lên và điều đó có thể được thấy rõ qua hai mùa giải gần đây. Và chúng tôi muốn Ole sẽ tiếp tục giúp câu lạc bộ tiến xa hơn trong những năm tới, Phó Chủ tịch điều hành Ed Unwin chia sẻ. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Solskjaer cũng nói về bản hợp đồng mới. Tất cả đều biết tình cảm tôi dành cho câu lạc bộ và tôi thực sự rất hạnh phúc khi được ký bản hợp đồng mới. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời ở Manchester United bởi chúng tôi đã xây dựng được một đội hình chất lượng, cân bằng giữa sức trẻ với kinh nghiệm và khát khao đạt được thành công. Tôi không thể chờ đến ngày mùa bóng mới bắt đầu. Trước khi trao cho Solskjaer hợp đồng mới, Man United đã thể hiện sự tin tưởng dành cho ông bằng bom tấn Jadon Sancho. Kể từ lúc dẫn dắt Quỷ Đỏ, Solskjaer đã có 151 trận đấu, giành 84 chiến thắng, 34 trận hòa cùng 33 thất bại. Tỷ lệ đạt 55,63%. Mbappe thông báo không ký hợp đồng mới với PSG. Theo báo giới Tây Ban Nha, Kylian Mbappe đã thông báo với huấn luyện viên Pochettino về quyết định không gia hạn hợp đồng với PSG.
Trong hè này, PSG đã có 4 sự bổ sung quan trọng về lực lượng là Wijnaldum của Liverpool, Hakimi của Inter Milan, Ramos từ Real Madrid và Donnarumma từ AC Milan. Nhưng ở chiều đi, gã nhân giàu thủ đô nước Pháp đang đứng trước quyết định phải bán Mbappe một cách bất đắc dĩ. PSG khẳng định muốn giữ Mbappe, nhưng điều đáng bàn là tiền đạo này vẫn chưa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới. Hợp đồng giữa tiền đạo trẻ người Pháp với Sun Park The Princess sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau. PSG buộc phải bán Mbappe trong hè này nếu không muốn mất trắng ngôi sao của mình sau một năm nữa. Theo thông tin mới được tờ Marca của Tây Ban Nha tiết lộ, Mbappe đã thông báo với Jorge Pochettino rằng sẽ không gia hạn hợp đồng với PSG. Tuy nhiên, với sự tôn trọng dành cho PSG, tài năng trẻ này sẽ không nổi loạn để ra đi. PSG muốn dùng thương vụ Pogba để đổi Mbappe, để Mbappe thay đổi quyết định. Nhưng theo báo giới Pháp, Mbappe sẽ vẫn giữ quan điểm của mình. Anh đã quyết định trước khi cùng đội tuyển Pháp tham dự Euro 2020. Trong bối cảnh đó, Jorge Pochettino buộc phải thay đổi kế hoạch nhân sự trong hè năm nay. Trước mắt, ông sẽ giữ tiền đạo Mauro Icardi ở lại và hy vọng sẽ chiêu mộ thành công một trong hai cậu học trò cũ là Dele Alli hoặc Tristan Eriksen. Bên cạnh đó, thâu nạp Cristiano Ronaldo cũng là một trong giải pháp đã được PSG tính tới. Trong hè này, PSG đã tìm mọi cách để giữ chân Mbappe, kể cả việc đề xuất mức lương rất cao cho tiền đạo này. Nhưng cho tới nay, đội bóng thủ đô Paris vẫn bế tắc. Họ buộc phải tính tới phương án bán Mbappe ngay trong phiên chợ hè năm nay. Theo tờ Marca, Real Madrid đang kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu bật đèn xanh từ phía PSG trong thương vụ Mbappe. Cơ hội của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha ngày càng lớn bởi chủ tịch Florentino Perez có mối quan hệ khá thân thiết với Laser Enclavi, chủ tịch của PSG. Tính tới thời điểm này của phiên chợ hè 2021, Real mới chỉ đón một tân binh theo dạng chuyển tự do là David Alaba. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha được cho là đang chủ trương dồn ngân sách lớn cho thương vụ Mbappe trước khi thực hiện cú áp phe trên thị trường chuyển nhượng. Lốp bàn cốt sẽ bán nhiều cầu thủ không nằm trong kế hoạch sử dụng. Pogba bị fan PSG xua đuổi. Dù mọi thứ mới chỉ là tin đồn chuyển nhượng nhưng tiền vệ Pogba đã không được các fan PSG chào đón. Theo đó, các cổ viên của PSG đã treo một băng rôn bên ngoài sân công viên Quốc Hoàng Tử với dòng chữ: Pogba này, cậu lên nghe lời mẹ mình, bà ấy không muốn cậu ở đây và chúng tôi cũng vậy. Ở bên ngoài sân tập của câu lạc bộ, một băng rôn tương tự cũng được treo nhằm phản đối đội bóng chiêu mộ Pogba. Điều này cho thấy tiền vệ người Pháp không được chào đón tại Paris. Thời gian gần đây, thông tin PSG muốn sở hữu Pogba râm ran trên khắp các mặt báo. Đội bóng nhà giàu nước Pháp muốn có Pogba với giá 50 triệu bảng vì anh chỉ còn hợp đồng với MU tới năm 2023. Bản thân Quỷ Đỏ muốn giữ chân Pogba, song tiền vệ này không có động thái nào trong việc muốn gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ. Kể từ khi trở lại MU từ Juventus vào mùa hè năm 2016, Pogba chưa trải qua mùa hè nào là yên ả. Anh thường xuyên bị đồn đoán muốn rời MU ở mọi kỳ chuyển nhượng, khiến phong thái độ của Quỷ Đỏ trở nên bất ổn và người hâm mộ Quỷ Đỏ cũng tỏ ra khó chịu với việc thiếu tận tâm của ngôi sao sinh năm 1993. MU hiện đang ở thế khó bởi nếu Pogba không gia hạn, họ cần phải bán anh vào mùa hè này, bằng không sẽ mất trắng vào hè 2022. Về phần PSG, họ đang trải qua mùa hè 2021 đầy thành công với các bản hợp đồng chất lượng gồm Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma và Gini Wijnaldum. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.